OK, សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់យក topic មួយមកនិយាយទាក់ទងនឹងជំងឺគ្រុនឈាមជើងដង្កាយ fever អញ្ចឹងរដូវគ្រុនឈាមមកដល់ហើយនៅពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងយើងគួរតែមានចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងជំងឺគ្រុនឈាមអញ្ចឹងជំងឺគ្រុនឈាមបង្កដោយសារពួក virus អញ្ចឹងពួក virus វាក្នុង virus គ្រុនឈាមវាមាន serotype 4ជាងគេហៅដង្កាយសេរ៉ូថៃ1ទៅដល់ថៃ4អញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាវាមាន4សេរ៉ូថៃបើយើងកាត់ដង្កាយម្ដងវានឹងមានអង់ទីប៉ាឌីប្រឆាំងជាមួយនឹងថៃនឹងឧទាហរណ៍ដែលយើងមានយើងអាហ្វិចទៅដោយដង្កាយហ្វីវើថៃ1អញ្ចឹងយើងនឹងបង្កើតអង់ទីប៉ាឌីប្រឆាំងជាមួយនឹងថៃ1អញ្ចឹងប្រភេទមួយគឺប្រឆាំងនឹងប្រភេទមួយអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតាមជីវិតយើងអាចគ្រុនឈាមប្រមាណដងអញ្ចឹងដោយសារវាមាន4 serotype អញ្ចឹងយើងអាចថាយើងអាចប្រឈមមួយគ្រុនឈាមបាន4ដងសំណួរអាចសួរទៀតថាតាមជីវិតយើងអាចកើតម្ដងឬក៏2ដងឬក៏3ដងហើយអាចកើតទៀតដែរឬទេអញ្ចឹងវាអាចព្រោះអីព្រោះនៅពេលដែលយើងកើតគ្រុនឈាមថៃណាមួយពេលខ្លះវាអាចបង្កើតcross antibody អញ្ចឹង cross antibody ដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹង serotype ផ្សេងទៀតនៅមុនឆ្នាំ2009អញ្ចឹង classification វាចែកជា2អញ្ចឹងមុនឆ្នាំ2009និងក្រោយឆ្នាំ2009អញ្ចឹងយើងនៅរៀននៅសាលាឬក៏តាម protocol របស់ជាតិគេយកមុនឆ្នាំ2009ដែលយើងចែកដាំងគេជា3គឺដាំង classic ជាសាបរាំង classic ដាំងគេ hemorrhagic ជា hemorrhagic ដាំងហើយនឹងដាំង shock syndrome ចានេះជា system មុនអញ្ចឹងក្រោយឆ្នាំ2009 WHO បានបង្កើត system ថ្មីដែលវាការបង្កើត system ថ្មីនេះធ្វើឲ្យវាមានការងាយស្រួលក្នុង management អញ្ចឹងវាមានអីខ្លះអញ្ចឹងគេហៅថា dengue with tau warning sign ទី2ហៅ dengue with ចឹងមួយ with មួយ without warning sign ហើយមួយទៀតគេហៅថា severe dengue ការឯងចែកនេះក៏វាមានការងាយស្រួលបើសិនជាគាត់មានបញ្ហា dengue without warning sign យើងមិនអាច admit ទេជាងយើងគាត់ណា encourage feeding ហើយនឹង observe រមើ warning sign នៅផ្ទះបានតែបើសិនជាគាត់មានសញ្ញា warning sign ណាមួយអញ្ចឹងអ្នកជំងឺត្រូវតែ admit ក្នុងទីពេទ្យដើម្បី monitor ហើយបើសិនជាគាត់មាន severe dengue fever ជាទូទៅគាត់ end up នៅ ICU ខ្ញុំសំរួលសួរថា warning sign មានអីខ្លះ warning sign ក្នុង dengue មានអីខ្លះអញ្ចឹង1គឺមាន severe abdominal painទី2អាចមាន persistent អញ្ចឹង persistent vomiting ទី3អាចមាន rapid អញ្ចឹងតកតងនឹង labo គឺ rapid increase hematocrit អញ្ចឹងវាអាចមាន plasma leakage អញ្ចឹងវាអាចមាន hemoconcentration អញ្ចឹងបើមាន plasma leakage វាធ្វើឲ្យមាន sign of fluidaccumulation ចឹងការប្រមូលដុំនៃ fluid វាឲ្យទៅជាអីជាពិសេសវាទៅពេលដែលមាន plasma leakage វាទៅ cell space ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យមាន pleural effusion pleurisy នឹងអាចធ្វើមាន ascites ជា acid នឹងឬក៏អាចធ្វើឲ្យ clinical យើងអាចឃើញគាត់មានហើមដៃហើមជើងឬហើមមុខជាដើមសាញមួយទៀតគឺមានតកតងនឹងមួយ causal bleeding ចឹងបើសិនជាគាត់ចូលមកមាន GI bleeding ឬក៏មាន epistaxis ឬក៏មានចង្កាវរ៉ាជីការហូរឈាមណាមួយដែលយើងបារម្ភអាហ្នឹងគឺជា warning sign ចំណុចមួយទៀតគឺតកតងនឹង hepatomegaly លើសពី2 cm អញ្ចឹង
dương bà rộng thật quá đại chôn một chung mùi nâng liver failure nơi bây để quán miền đến lạch liver khăn chung rồi cái cứ tệ tôn nâng consciousness bà quán chân thật tại quán lê tà chí màu ăn nghiêm xong đi lên rư có quán restless nâng ọt nghiêm xa bà xa rư chó rư là nâng hai restless rest boneless nít chì warning sign chúng bị chạm lòng tiết cho bố warning sign tại vòng bờ ní và sân chia nẹ chữ ngư miền warning sign mùi không cho nam tàng bờ ní trở admin nẹ chữ ngư đầm bấy thử close monitor nơi một tí bẹt cho xung đô xung mùi thạp cả này ná để dân hai tháng nẹ chữ ngư nâng chia sự việc đang kỳ phí vừa anh chẳng vì miền bấy cả này buồn cả này chẳng cả này thì mỗi cứ tiết tàu nâng sự việc bleeding chẳng miền bleeding với lá vận tay sự việc bleeding ai bị chôm trong một là xa sốc hypovolemic là xa hemorrhage chúng cả này nó có dưới hai thai sự việc đang tại chân ở chỗ lý mít sự việc plasma leakage chân mình hematocrit can lớn và này tham miền plasma leakage chân sự việc plasma leakage ai thua ở xa như được chiều pleural effusion thử ao chi ascite ấy đang chịu đám hay vì ở respond cho mùi fluid đã nâng dân cần sơn rướng sự việc plasma leakage chân nói tỷ bấy cứ tệ tôn cho mùi nâng severe quạt bị water shock chân cả hai đang shock syndrome chân đang shock syndrome là muốn chia thay mùi robot old classification là lấy vị trí này mùi robot severe dengue fever hay trong cái đó cái tiêu tôn nắng multi organ impairment cái tiêu buồn multi organ impairment chân quạt ai trên đầu bộ đầu bộ ai khởi đẹp tôn organ nộp chẳng đối chia bộ liver failure ai tự chia kidney failure rồi có chia bộ tự chia DIC rồi có rằng hai CIBD coagulation intravascular disseminate anh nắng tự chia sự việc đang kì chẳng những trời chỉ tu tại này chẳng người admit nơi ICU chúng một to từ chuẩn nội một tiệt chẳng nhóm tay tập rạp sắp ôn ở tháp và sau này dương chọn cho mình để đáng nhưng ta lại chạy sri rai chẳng sri rai nâng nhóm đẹp bạc cả đầm bay ở người sử dụng chọn chạm chẳng sri rai nâng miền này khá chẳng tìm muối rai tham chẳng dương mình để đáng ta lại đăng tha đáng nâng được nóng phá dậy chẳng mùi tiết rai fluid chẳng dương ta lại đăng tha fluid nâng nóng đăng chẳng mùi fluid nâng nóng đăng vô mùi ná hay nơi bề ná mùi tiết cứ right amount of fluid chẳng right amount chẳng chứ ra vô fluid hay ta cả ai tật dẫn cứ ai bị mệnh chẳng là nếu chúng đừng mà to từ video và tỏa tiện số bà con ok xưa sẽ đây nhóm đọc tờ về đạn chất ngay nhóm trang thì dê mê đi mà to tẹt tô nắng đăng ký fever chúng như clip muốn những đăng hai thời gian chạy đăng ký fever tam classification muốn cho năm pipon buồn nâng cao cho năm pipon buồn cho anh chị phải chỉ video thì pin chứ như trong lần tẩy thác muốn cho năm pipon buồn classification robot đăng ký với miền bảy chứng classical đăng được cả đăng classic p đăng hemorrhagic bấy đang sốc syndrome mình chẳng có chân năng bốn tạm WHO cái chạy đang without warning sign đang with warning sign hay nâng severe dengue fever mình chẳng mở sân thì chọn đăng thà warning sign nâng đó criteria robot severe dengue miễn này khá là anh mở video môn bàn chứ trong giấy tích đã tôn là đăng classic đăng hemorrhagic chẳng bên nay những hai trường ngữ mỗi chuyện đang classic bên nay những hai trường ngữ mỗi chuyện đang hemorrhagic hay đang classic nhưng pi nâng cứ nên bây giờ những khi pi đang hemorrhagic những khi pi hemorrhagic nâng mình men miền này tha và xem chuyện này trường ngữ nâng miền sai hemorrhagic chẳng hồi chiêm nào mỗi những thả đang hemorrhagic ở miền miền này dân tệ chẳng ví dụ mình này bỏ phía cứ đang hemorrhagic
cứ nợ bê đà miến plasma leakage để thuê áo hệ mặt tổ kết càng lãng lớp bì mà phải bị rối nấy baseline of that patient. Chứ như vậy plasma leakage mình này thầm mình chứ không phải là nó chia blood vessel bao dưỡng. Chứ nó không chia bao dưỡng, không blood vessel bao dưỡng vì mình chiếm, vì mình plasma. Chứ crop chiếm hay là plasma. Chứ nó mình là plasma leakage. Nhưng priệp thiệp đôi chia piêng là mình tắc năng trầy. Chứ tắc bao dưỡng đôi chia plasma, trầy dưỡng đôi chia crop chiếm. Chứ nó biết là tắc hồ chánh. Chứ chiếm là nó không crop chiếm, nó không sai chiếm nhớ bị khắp. Chúng ta hồ chênh nâng, vì thơ ở cọp chiêm khắp nâng, thơ mệt đăng tài chiêm khắp. Rồi gồm mà thơ mệt đăng tài chiêm rếp, nhưng thơ lộm nhảy hãy cứ tiệm tông thần nâng. Hê mặt tổ kỷ nâng ngay. Chúng ta hemo concentration bà này tài chiêm khắp. Rồi có hemo dilution bà này tài chiêm nâng, vì rìu. Chúng ta tiệm tông mùi nà. Chúng ta bà dân chiêm miên plasma leakage, thơ ở hê mặt tổ kỷ càng lăng lớp bì mập hay bị rối. Nâng cái hai tháng, đăng hemo rạch chiếc sắp hơn với chừng nuôn kế. Bà chạy đá thà bà dân chiêm nệ chừng ngư ai miên bleeding sign khlang anh đang ok ai hai tháng đang hemorrhagic này. Tại dương vô vô tham viên lực plasma leakage lên một phần phía rồi anh đang dương số số đang chiếm. Chúng nói tại dương trong cái gì đang không video này cứ xong khám cứ tẹo tôi đang bay rải. Chừng đang bay mình nên nè chừng người bán dương tôi đang bay rải. Chừng bay rải rải cái là chừng rải thám. Chừng rải thám mà đang thay nè chừng người nó sẽ thật là không nóng phải ấy. Tí pí cứ rải fluid chẳng sử dụng số thác tại cái pra tất đại pra nâng nông mà đi chung mình đang nâng cái pra tập hết tất đại khá rồi có solution này khá cho nên thì bấy cứ rái amount chẳng bạc đồng mạng này kê ao ấy nâng cái ai lập biện mình hay cô bầm nông này cáp chữ ba nâng cô bầm nông cái trong thừa bạc mình chẳng tìm mối đơn như vậy nâng dạy thác tại tôi nâng rái tham chứ đồng bệnh đang thả rái tham nâng lập biện mất nhưng tới mơ tờ lỡ cả mùi chẳng dân cụ cả này mối. Chúng chúng mình sẽ bày cho nói xong khán. Chúng anh ấy chia thằng ngày days. Chúng day zero. Anh ấy at day 3 to day 4. Anh ấy thằng ngày tí 5, thằng ngày tí 6 rồi có ai đó thằng ngày tí 14. Hay dừng chạy tại tổng năng hematocrit platelet hay nâng temperature chẳng bay xong khăn chẳng miên rương cả miên bảnh hay cả khắc hình ông bay phê nâng chẳng đáng kì chạy chán chía bay phê thì mỗi cả hai febrophase thì biết cả hai a febrophase và này thật cái này chừng người chạm bạc cả đáy chẳng bật chết thật chừng người cron chiếm mà đôi chừng người xanh tiết và chừng người xanh kiết bạc cả đáy mà phải buôn màu tới xa xâm bay màu tới bốn cứ quạt chìa bàn tay cron chiếm lúc ra tập chúng long phật à địa bệ đã bắt cái đáy bị mập hay buồn mau ta sai sầm bảy mau chia sầm bảy mau tiết chừng người xế mà sơn chừng nẹt chừng người bắt cái đáy khối miền này thật chia vận tay chừng người còn chiếm lúc ra tại cọ rồng lông ban bắt cái đáy mập hay buồn mau ta sai sầm bảy mau mà chia trước mắt được không phê à phê bỏ phê mập hay buồn mau mập hay buồn mau ta sai sầm bảy mau sầm phải cái này cái thả sầm sầm mũi mau anh đứng chỉ critical phê trong phê đại dương trong bị chặt trong chỉ critical phase trong đó cứ recovery phase recovery phase rồi có convalescent phase. Chẳng biết bay phase sống khăn để bây giờ dân phía ban để người mua cụ trái trô mà miễn bánh hai con chim nên tôi xua ta câu nâng sẽ thật nâng nông phase ấy. Pro management fluid, management same same tiết monitor cứ biết tạ thông thần nâng. Chẳng những vậy phase mùi mùi, chẳng nâng nông phê bro phase. Vì ta phê bro cứ cái đại khuôn, chẳng phê nâng cứ nè chẳng cái đại khuôn khăn. Vì khá có đại cái đại khuôn hồi đó sai sắp cầm miễn nè. Cộng lại quạt cái đáy bắt đầu mà bạn chỗ là phê bảo phê cộng lại quạt chạm đám cho cái đáy là hốt từ đó chỗ convalescent phase chẳng là nâng cộng lại nâng nóng cộng chiếm tốt máu tại tổng platelet nâng nóng phê bảo phê cứ bị chạm đám cho hay nâng phê đầy vị cho kháng cứ nâng phê đầy vị cho từ nóng à phê bảo phê chẳng là cái hai cái đi khó phê để xa platelet cho kháng thơ ai còn ai bị chôn mục cho mùi nâng xử việc liệt định hay nâng quạt platelet có những recovery vinh mặc lộn này nó không cản lấy có chỗ thức nóng cần bà lại sân phê phê khắp bì bình ngay cái đó có chỗ cần bà lại sân phê platelet là lọc mà nó mò rèn vinh
Cả tôn nâng hematocrit và ai mình bị cả nấy tí mùi. Hematocrit ai stable, stable là hồ tất đó. Convalescent phê. Rứ cổ vì ai lại. Chân mà sân dân này chỉ ngư cho màu. Ủa tôi hỏi là hematocrit có 35 biểu rồi. Quạt stable lang cho 35, 36, 34, 35, 37. Ôi tôi viết tệ chừng 1 biểu rồi. Chân cả này cứ represent thay chứ. Đang ghi. Chân classical, classical đang. Đang rưu gọi đáng classic. Chẳng cả ní represent đáng classic. Phần thái sẽ là chân phô lập hay mà tổ kết sẽ bị lãng. Tới xài buôn, tới xài pram, xài pram phía rôi, xài buôn phía rôi. Chẳng ảnh nâng cứ vì chọc đàm là ảnh nâng cả hai tháng. Chẳng cả ní kia represent đáng ký. Hemorrhagic. Chẳng đáng classic rưu gọi đáng hemorrhagic. Cái chung chọn bật chạy pin hình thịt. Chúng ưu tổ hoa tại nè chừng ngư chô máu để dừng dậy tháng. Quạt cho máu hematocrit của hát bán 35% rồi. Cái máu với monitor, monitor về lang lâu tới đó 35% rồi. Chứ ta về lang, bằng tay dương mơ rèn nọ mô là bó hematocrit cứ viên nơi trả lọc bị 37% tới 69%. Chứ bó viên nơi trả lọc nâng dư thắng lang tới đó 35%. Chứ mà lang đó 35%, nâng viên rèn nọ mô đi. Bằng tay dương tờ lọc mô, definition dương đẹp tôn năng hemorrhagic plasma decay thác. Và đang hemorrhagic biến plasma decay thơ ai mà hematocrit cả láng lớn mà phay bị rồi chân mà sân này dân cả thầm phay bị rồi này xam sắp rám cư bầm mạng chân phải chế bầm chân mà bầm bầm đi về làng đọt đọm chân mình này thay còn nâng miến plasma decay dạy còn nâng chế đang hemorrhagic thuộc bây tới xa sắp rám lên cho nó range nọ môn nâng cả đạo anh chân nhóm chọn và trẻ cả lãnh tận nâng chân dân cả thà cả lãnh cái đi tới khó phê chân cái đi tới khó phê cứ viết đang hemorrhagic nâng cái viên ai miễn bài hát plasma decay cứ plasma decay vì muốn từ đây bọt vì muốn cái thang plasma decay cả lăng nơi bê đá nè chỉ ngươi chạm bàn bắt cả đài phần tay lấy cái giấy thang nơi end rồi bọt phê bọt phê chân à nè chỉ ngươi đến nơi cả đài à end rồi bọt phê bọt phê có ai miễn plasma decay cho ai chân à nâng thở bởi nhất cho mỗi nâng plasma decay cho mỗi nè chỉ ngươi chúng ta chạm vào vấn không có rai thám cứ chọn ở dưỡng đấng thá chỉ đang classic, đang hemorrhagic rồi có phép đang thật chỉ sự việc đáng ghi hay sự được không phải ấy pro management dưỡng cứ defend tờ lỡ phép mùi mũi hay fluid regulation dưỡng càng tờ lăng cho fluid bra fluid cứ nâng thật tạm phép mùi mũi chẳng nhóm nâng dạy đẹp tổ nâng rai fluid nơi mê riêng cao tiết xung quan. Ok, xuất sở đây, nè ngọt thân yên chân thân ngày nít nhóm nâng nì chế video tị bấy tẹt tôn nâng đăng ký phí vơ. Chân nâng nông đăng ký phí vơ vì muốn dựng bàn điệp rộp hội hỏi chả tẹt tôn nâng Sri Rai. Chân Sri Rai. Chân Rai thì mùi kì tẹt tôn nâng Rai Tham. Chân không bị tổ nâng dựng bàn điệp tẹt tôn nâng Face. Chẳng đại mình 3 faces. Chẳng hiện Fabro face Critical face nâng Recovery face. Hai cái dân ban dây chạy đá chạy tôn nâng thá đang classic. Chẳng đang classic fever. Chúng môi nâng đáng hemorrhagic. Nhưng mà chiếc phiêu vớt khóc nịp làm nàng chẳng dựng bàn dạy video. Nàng hài chẳng thay nít dựng dạy cả thông chủ mũi nắng chung rơ fluid. Chẳng rái fluid. Nàng chung rơ kế dựng dựng dạy cả thông nàng rái em màu. Ta ca ai tật nàng khăn nông đáng dựng ai lục điện mệnh. Chẳng thay nít dựng dạy cả thông nàng rái fluid. Chẳng fluid xong khăn bấy nàng khăn nông đang để dựng bà. Chẳng tìm mũi cứ búa crystalloid. Chẳng phụ crystalloid thì có chỉ phụ micro molecule. Chẳng phụ micro molecule thì vì diffuse well chẳng vì ảnh được nông đặt cái số và ảnh diffuse được nông extravascular chẳng tới interstitial. Chẳng phụ micro molecule nó vì miền đồ chìa phụ ở ít lá chẳng đồ chìa phụ ảnh hệ e sông 4% chẳng nhìn vô tập phụ iso isotonic tê nhưng còn chỗ phụ hypertonic rồi có hypotonic tê rồi có phụ là tạo hình chờ chắc
chẳng volume expansion nơi khổng đăng ký dân chỉ tụ tới dân cho chất bà ăn S. Tí bí cứ bố colloid được colloid chẳng colloid cứ chỉ bố macromolecule chẳng vì chỉ molecule thông tùa chỉ miền plasma cái khách khổ viêm ái chánh bí blood vessel bàn đài chẳng đại dân tay tụ tới đại dân score nâng cứ bố đích strong nâng ấy. Chúng ta sống chỉ macromolecule để việc bảo vệ trên vessel bằng tay hết đấy bạn gì những mình chơi rơ macromolecule mà prau chỉ first choice nên không tuyệt mình đáng hết đấy bạn những dấu NAS chỉ first choice của NAS với ai nghi sửa trên vì blood vessel những không định sống nên bị mình complication bảo vệ để dùng prau complication thì môi và ai thở anh miền coagulopathy chúng chỉ series chỉ experiment cái đầu khởi thanh được để kịp bắt địch strong chúng địch strong năng việt tự fit cho mùi nắng việt tự fit cho mùi nắng wall vibrant factor hay năng factor a factor tim bay chúng được về năng việt thở ói việt default cho mùi năng coagulation cascade chúng việt ai bị chôm ói miến coagulopathy năng không đăng ký tiếp cứ allergy rồi cả anaphylaxis anaphylaxis reaction chẳng ảnh miễn là allergy được gần anaphylaxis giải thích bởi cứ thời mình chút kidney injury chẳng ăn su bì dòng rên nàn ảnh cười chẳng mạnh dưỡng ọt bà đi sống chế first choice đấy cứ chẳng bà bố kì xa lộ ít mùi tiết nhưng bà bố blood product chúng tôi bật đặt nơi khổng đăng những ai bảo bộ thật là chân thì muối những ai bảo bộ chia fresh whole blood chân sang phế đã tới tầng ọc nơi khổng năng miền tầng platelite miền tầng red blood cell miền tầng factor coagulation ếp xanh tiệt chân khổng cạn này miền bleeding những ai consider bộ fresh whole blood bán bọt cạn này mới tiết chân phở bộ plasma chân plasma nơi bê đầy dân đạt tới ông bà ta dân gặp bông tới chui patient cho mùi shop khổng đăng ghi dùng bà bộ NAS trong bộ crystalloid về refractory và nơi thảo vệ response dùng ai consider plasma này trong bà kê dùng bà bộ platelet transfusion trong platelet transfusion cứ kê bà được nóng cả nơi để quạt miền bleeding khăn trong bà ta platelet khởi miền tài phèm bón trong vị tích khăn vì miền trị hồ chiếm dùng cần sớm chơi dùng ai thơ platelet transfusion nằm bấy và chụp ca hồ chiếm nhóm đường miền mê riêng mỗi tệ tổ nâng blood product đài cho bác này cho mỗi nâng right fluid này ngay dân dây tích tệ tổ nâng đài nhu xí khổng đăng mình chắc đáng như thuê đài nhu xí mệt chân tìm mỗi tờ history tệ tổ nâng history history rồi bác này cho người đáng dân tờ kết thành rốt đời nâng chìa rốt đời ấy chân bác sân chìa rainy season chân màu cả đài luôn cái luôn ọt bát nắng rất đời cái đài tiết ở miền sân nhà ấy để dương bà rắm nắng dương ai cất từ hướng bay hạ đàng đài tí pí chia endemic area và này thay đồng bón đấy rồi mình lại cả trường người đang là về để gọn chụp những cái khác như ai xuống qua ta nơi nẹt chật khang rồi cái nẹt hộp phô mình lại còn còn chia bón cho mà sơn còn vậy ta bầu nẹt còn chia mà nắng dương ai cần đau đã rắm thạc ai chỉ trường người đang fever trở tầm miên chẳng nhẹ chứng ngứ vô máu bị chấn cứ quật vào lòng đường cồn quật đại khuôn hay gọi là cái đại khuôn bao quát cứ fever again cho mùi nắng antipyretic chẳng phải anh cái tháp shell or bell là lòng tia pyretic và này thá đã para gọi cho cầm đau rồi gọi ở nam chết para cái đau toàn đỏ màu không cái đau nó gọi fever orbel lòng tiệp kỳ tị xá nơi khổng phê bro phê cư chứng ưu thở tất cả anh chẳng mộng những ai xua tệ tùng chỉ ai problem chẳng chỉ ai problem đang đi phị trấn cư còn mơ miên phù áp thái ở xoay nhà mình thế hãy miên chỉ sleepy condition ăn nghiếm cả xong nửa lẫn miên vomiting chẳng dừng ai xua tham mình repeated vomiting on và sân cho gọi mình repeated vomiting ở nắng chía warning sign mùi robot đang để dừng dạy vì mê riêng môn abdominal pain chẳng bỏ gọt abdominal pain
dương bà rộng đá hay nâng miền black stool ọt chân black stool miền này thay khuất ai miền chi ai bleeding chân hẳn nâng cơ chia warning sign mới để dương thơ ad miền đại chứng lưu nâng nông tiết bài đại vì khác những ai mơ tờ lờ sạch bà quán chân dùng mơ tờ skin thay khuất miền ai kim mô sọt này khá cái chỗ chân ta mà sẽ gọt bồm chim rồi gọt chú chim cái ai mơ ạ lại chú chim nâng thay ít cơ mô quán nâng khóc thò mà đà rồi gọt chân vì ai sẽ nhìn phi thay khuất nâng viết là lại chọc rồi gọi chân cái khác máu có cùng tên rướng mà sọ pen chân chữ sạch đông chữ pne peri orbital pen ấy chữ đàm orbital pen ấy chữ đàm mình chân nói tiết hai bên khi xử lý dân kẻ tôn nâng physical examination chân physical examination một nâng như thân mà phải thọ sai phải thọ sai dòng khăn để dân chọn đấng cứ blood pressure hạt rết dân dòng khăn hay một sân dân miền sọc một blood pressure dân chọn đơn cả con miến narrowing blood pressure narrowing blood pressure à vậy thì dân cần sớm lại chứng ngữ bị bọt tới chứa đang sọc syndrome chẳng ấy giảm mắng cứ bị head to toe thứ ba là trồng trướng chẳng những ai rồi mới tham biến hepatomegaly on để chúng người đang chỉ tu tới còn biến hepatomegaly hai biến hepatachia tiền về đây dùng chọn lần lỡ rai upper gut run cứ quạt chứ quạt nhồi mò nằng thay quạt biến sign of fluid overload á chẳng cho mau miền hot, smooth, miền hot, miền ấy cái quạt miền pleural effusion được gọi miền là say thi mượn mệt mở bên này quạt mở chân quạt lại miền hàm miền fluid overload khởi miền hàm miền này đó một chút nữa thì cái ad for tourniquet test chẳng tourniquet test cái thời đặc biệt mệt chẳng tourniquet test dân từ hoặc là pressure trên tiền làm bốn và tỏ máu dân vô systolic chú mời giá stolic bột chụp nít chạy bị ưu trụ hồ tại dân vọt lại sơ tới khởi mà rối lớn chết sấp mm kia bà rọt nó xe mệt chân mm bà rọt chân được về đi dân vọt khởi nháy dân vọt khởi nháy dân vô systolic bột giá stolic chạy đồng bì chân ưu trụ hồ tại khởi nếu ưu trụ hồ thì cái sập chân dân sọc ở viện đó cái sập tới nhưng sau việc đó cái sắp tới dân hồn pramiti chân pramiti tỏ mọi dân đỏ vì tránh dân chỉ mình bê tới kia lợi bị đọc nơi khăn nóng vì chụp pram xong tìm mai cả rế rồi có 1 inch đang bị này thác bê tới kia positive về bị chạy thảm áp mình này thác thường này kết tác positive về bị chạy phí fragilité rồi bỏ về sâu dưỡng lithi fragility របស់ vessel យើងឬក៏នឹងបញ្ជាក់ពីការថយចុះនៃ platelet សូមបញ្ជាក់កន្លែងនឹងដែរថាអានឹងមិនមែនជា specific sign របស់ dengue fever ទេតែគ្រាន់តែយើងចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់អាចមានដាងឬក៏គេហៅ tourniquet តែម្យ៉ាងទៀតគឺគេហៅ hemorrhage provoke គេអញ្ចឹងតទៅនឹង labo lab result អញ្ចឹង laboratory យើងអាចធ្វើឲ្យខ្លះទី1 CBC អញ្ចឹង CBC diff គឺវាជួយច្រើនតាក់ទង platelet អញ្ចឹងដូចយើងនៅតំបន់ដាច់ស្រយ៉ាលអត់មានតេស្តអីល្អដូចគេប្រើយើងអាចមើលទៅលើ platelet លើ hematocrit អញ្ចឹង hematocrit ថាមាន hemo concentration ឬក៏ hemo dilution ដែលយើងនិយាយតាក់ទងវីដេអូមុនយើងអាចមើលទៅលើ serology អញ្ចឹង serology ហើយសំខាន់ជាងគេយើងអាចមើលតេស្តទៅលើ NS1 antigenand is one antigen ទូទៅ positive នៅក្នុង febrophase បើសិភៅខ្លះគេនិយាយថាវាអាច positive នៅ7ថ្ងៃដំបូងពី onset របស់ illness ចាប់តាមឈឺមក NS1 គឺជា non structural protein 1របស់ dengue fever គេអាចមើលទៅលើពួក antibody អញ្ចឹង IgG ឬក៏ IgM អីដែលយើងអាចមើលបានដូចគ្នាអញ្ចឹងfor infection របស់ដាំងចំសឹក primary infection secondary infection ការ respond antibody ផ្សេងគ្នាតែខ្ញុំអត់និយាយ detail ទេចឹងនេះជា lab test អញ្ចឹងនៅកន្លែងដែលយើងអត់មានអីយើងអាចទៅ clinical examination physiology ឬក៏មើលតើលើ platelet ក៏អាចធ្វើ diagnosis បានអានេះវារៀង costly បន្តិចទៅការលុយដូចជា test 1 10ទៅ15ដុល្លារជាដើមអញ្ចឹងសរុបមកវិញអានឹងគឺតកតងនឹង
Trai fluid chẳng fluid để sẵn khăn cứ miền bay nắng chẳng video đó khi ông mình dạy tẹt tố nắng cá amount fluid nó không đáng như của ở điểm mình số một cuốn.